Cô chú anh chị các bạn, Tì Xu đi xuống dưới làng ông Nam Hải chơi thì ở cuối đường ông Chín thì Tì Xu thấy có những cái quầy, những cái hàng bán những cái món ăn rất là bình dân của địa phương. Nên là Tì Xu muốn quay để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn trong chương trình ngày hôm nay ha. Đây là cái món này là món chả cuốn. Ở đây mình bán món này gọi là món gì hả cô? Chả da, chả chiên, con chả giò á. À chả giò, chả cuốn. Chả cá á. À, này là ở nhà mình cuốn luôn hay sao ạ? Nhà mình cuốn á con. Dạ. Này là bán từ mấy giờ chiều cô? Dọn lên hầu canh 10 giờ á. 10 giờ là mình bán rai rai luôn rồi ạ. Ý là có hết bộ được thì mình dọn sớm, còn như mấy ngày thường ấy thì hẹn 1 rưỡi 2 giờ mới dọn. À 1 rưỡi 2 giờ mới dọn. Dạ. Đây mình đang gỡ nem hả? Đang gỡ nem với lại chả này kèm theo. Đây là chả giò đúng không cô? Chả giò. Cái này là chưa có chiên hả? Cái này còn sống chưa chiên. Cái này là thành phần của nó bao gồm gì ạ? Sắn, dầu cá. Dạ. Giờ... cá trích ạ? Ở đây cuốn cá cơm với là cá chỉ luôn à. Cá cơm với cá chỉ. À, cá, sắn. Con thấy màu đỏ đỏ là cà rốt hả cô? Cà rốt đó con, cà rốt là sắn. Dạ. Cá trộn lại á. Dạ. Đây là khách đang chờ đó cả nhà. Dạ. Chờ để đem về. À, vậy là con cuốn, em cuốn con gì? Cho tí con, dù con bưng về luôn. Đây là chả giò nè cả nhà, chả giò chiên ở trong son ngập dầu như thế này. Mình có bỏ cái gì để cho cái chả được giòn lâu không cô? Gừng. Không hả? Gừng. Gừng với một xíu rượu ạ. À mình để mình bỏ chả vô rồi mình đổ dầu vô rồi đổ mấy cái thứ đó vô cái để để nó lên mình nó nóng đổ lên nó nổ. Dạ, mình phải bỏ khi mà dầu nguội ha. Dầu nguội. Dạ. Dạ. Chiên rồi để vô. Ở trên đó nó bén nó ít thơm. Ai bé cho con hai cú ơi. Mấy chờ con à, tại mấy tụi nó chờ. Chiên một mẻ xong rồi bây giờ cho một mẻ khác vô cả nhà. Huyết áp tôi lên nó nghĩ đi. Nó nói quá. $50,000 chỗ đó mà. Này bán nhiêu chục hả cô? 20 em. 20,000 chục cả nhà. Có gừng thì nó thơm. Nó có mùi gừng nó bay lên mùi thơm. Giờ bắt đầu là cuốn nè. Đủ. Ôi trời trong đây thằng này cuốn đi chứ. Của con 5 cuốn à. Của con mình nói em nha, chứ vậy. Đây có bự bỏ em. Dạ trứng thì đi được. 4 cuốn. Cuốn không bỏ vô. Cuốn gì là 20,000 hả cô? 20 con. Dạ. Giờ con đồ. Và một bố có người cuốn lập công á, tôi đâu cuốn mà. Ở đây là bán một cái món gì đó. Món này món gì vậy chị? Trứng mực. Hả? Trứng mực. À trứng mực ha. Ở đây bán món trứng mực. Bán món trứng mực nè cả nhà. À cái này mình hấp sẵn hả chị? Hấp sẵn xong rồi mới bỏ vô chiên. Thành phần nó gồm cái gì chị hả? Trứng mực. À
vị ớt hành chiếc nữa chị. Ôi, cái vàng vàng ở ngoài là mình có bột không? Dạ không. Là trứng mực tất cả thành phần 100% luôn á hả? Ồ, hay vậy. À, đây là khách mua nè. Ôm khách mua là được chọn hả? Bán miếng hả chị hay sao? 5.000 miếng cả nhà mình. Để ăn với đồ chua với lại nước chấm. Hấp dẫn quá ha. Để chiên là phải vớt những cái vụn vụn của kia cho nó khỏi bị cháy. Ở đây là một son khác nữa cả nhà mình, curry ha, curry ngon ghê chưa. Ủa nãy thấy hết rồi, giờ là nấu thêm bỏ ra hả? Dạ, mình bán ở đây là bán luôn cả ngày vậy sao chị? À, bán tới chiều. Dạ, dạ. Hay cả trứng này cả nhà mình, trứng nướng. Một món ăn rất bình dân, dân dã, giản dị của mấy bé. Ngay cả Thi Sư cũng rất là thích món này. Trứng cút nè, xiên que nè. À. Ở đây là mình lúc nào cũng bán ở ngay đây hay sao ạ? Không, tới lại mới bán. Tới lại mới bán hả? Bình thường là không có bán hả? À, bán nhỏ nhỏ gì cho những cái người người ta đi coi lễ rồi người ta thưởng thức đó ha. À, ta tới lại ta coi á hả? Ủa rồi bình thường là chị bán ở đâu? Thường bé ở nhà. Ở chỗ nào ạ? Nhà ở ngoài kia. Là bình thường là không bán ở đây, bán ở nhà cũng là món này luôn hả? Dạ. Thì cảm ơn chị nha. Đây, kẹo bông đúng không? Món này là kẹo bông đúng không? Kẹo bông là bao nhiêu tiền? Dạ, 10 mấy ngàn. Mấy? Ờ, như 13. 3 ngàn hả? 13. 13 ngàn cây này hả? À, con học lớp mấy rồi? Dạ, năm nay con lên lớp 8. Lớp 8, đi coi hát ở trong làng hả? Dạ. Uh-huh. Rồi, cô cảm ơn nha. Dạ. Này con có đi coi hát ở trong làng không? Dạ có. Con có ở gần đây không? Uh-huh. À, mỗi năm đều ra đi coi hả? Dạ. À, con uống gì đó? Dạ, trà mảng cầu. Trà mảng cầu, con học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 5. Ủa, lớp 4. Đúng không? Ráng học nha. Ráng học nha. Học hết lớp 12, học lên đại học luôn. Nha. Ok. Ở đây là những cái món nhỏ nhỏ này kìa. Đó, cá viên chiên đúng không? Hết chỗ này nhiêu tiền? Ngậm gì luôn à. Một miệng thì ngậm bánh. Con mua chỗ này nhiêu tiền? 10 ngàn hết chỗ này luôn. Rồi ăn cơm trưa chưa mà mua món này? Chưa. Thì Tisu thấy một cái góc này có cái hàng bán cốc kẽn nè. Rất là dễ thương, ở đây cũng có trứng đổ nữa nè. À, hàng cốc kẽn nè. Hàng này giống như hồi xưa mình còn nhỏ mình hay đi chơi ở cả nhà mình. Đó. Đây, hàng nè. Hồi xưa mình đi chơi mình hay mua mấy cái hàng cốc kẽn. Mà hồi xưa ít đồ hơn, bây giờ thì nhiều hơn. Ở đây cũng có món trứng đổ luôn nè cô chú anh chị các bạn. Trứng cút. Trứng lớn nè. Đây là lò đổ trứng. Đây là cái món hai cạo chiên giòn ha. Rồi đây thì có một vài cái món bán cho mấy bạn trẻ nè. Đây đồ đây nè cả nhà mình. Đó mấy món ăn nè. Đây, cho mấy bạn trẻ trẻ ở đây thưởng thức. Ở đây cô chú anh chị các bạn mình sẽ đi dạo một vòng một cái khúc này chút xíu ha. Để những cô chú anh chị các bạn mà đã từng mà ở Phú Hài thì mình có thể là nhìn thấy được cái cảnh của nhà cửa phố xá của người dân quê mình. Nói chung là ở Phú Hài thì cô, những cô, những chú, những bác, những gì rất là dễ thương và thân thiện cô chú anh chị các bạn à. Cho nên mỗi lần mình xuống Phú Hài là mình đều cảm thấy vui á. Đây là sóng biển ha. Cho nên là cái khu vực mà họ sẽ buôn bán hay là nấu đồ ăn sóng biển á, thì nó sẽ thường là thấp thấp, ngồi cái bàn thấp thấp hoặc ghế thấp thấp và rất là dễ thương. Oh,
Đây là sôi dịch, cháo dịch, sôi thì còn rất là nhiều mà dịch thì lại hết. Hả? Vậy? Hấp dẫn vậy trời. Xôi Phú Hài nè cả nhà mình. Trời ơi thơm. Ngon. Này còn xương cổ không à. Vậy là mình không được ăn rồi, hết trơn rồi. Hai bị cháo 40 ha. Dạ mua bị 20 nha. Dạ. Biết là cái gì chứ. Luộc mắm cũng hết. Cháo thì còn nửa son. Đó ánh hả? Rồi miếng này nữa hả? Dạ. Hả? Có khoai không gì? Khoai nó nè hả? 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 Cái đó là bao nhiêu tiền hả? 20. 20. Có cây không gì? Cây bao nhiêu? Cây bao nhiêu? Nó làm, quay làm mình bả. Không cúc ha. Trứng là chả. Dạ. Một cuộn vậy là bao nhiêu tiền á? 10.000. Tiso mới vừa quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn chương trình ngày hôm nay ha. Bây giờ Tiso xin phép dừng lại video clip và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn, niềm vui, hạnh phúc đến mọi người và mọi nhà.